Các bạn đang nghe bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62: Làm đồ đệ của ta. Phương Khắc bị Y Tháp gọi đến hậu viện từ trong giấc ngủ ngon. Hắn mệt mỏi đến đầu óc choáng váng, bước chân siêu vẹo, trong lòng bực bội. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong hậu viện có mười mấy tên áo đen đang nằm ngổn ngang, chợt lấy lại tinh thần. Chết bao nhiêu người? Kiểm tra cái gì? Có cần mổ ra không? Một tiếng nói ra dọa mấy người vừa mới tỉnh lại triệt để hôn mê tiếp. Phương huynh chớ vội, từ từ hắn nói, ngồi xuống trước đã. Lâm Tùy An chào hỏi. Phương Khắc ngồi bên cạnh bàn đá, phát hiện bên người Cận Nhược có thêm một nam nhân trung niên 40 tuổi, râu quai nón, ngồi trên mặt đất, mặc áo đen bị trói, hai hốc mắt đều bị đánh xanh, vẻ mặt hơi ảo não. Nói cách khác, đồng đồ căn bản không có ai thừa nhận thân phận thiếu môn chủ Tịnh môn của ngươi. Lâm Tùy An khoanh tay nhìn Cận Nhược nói. Cận Nhược gãi gãi đầu không dám hé răng. Hoa Nhất Tường cười nhạo. Ở nhà là con rồng, ra ngoài là con sâu à? Phương Khắc gia nhập đội ngũ mới mấy ngày, ngoại trừ Hoa Nhất Tường nổi tiếng thì không biết lai lịch của những người khác. Lúc này mới nghe rõ, vị thiếu môn chủ Cận Nhược này hình như là một môn phái giang hồ, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi. Tịnh môn là gì? Y Tháp giơ tay. Môn phái của mấy tên bắt quái. Mộc Hạ. Bao nghe ngóng tin tức giang hồ. Phương Khắc. Hả? Đừng có nói bậy. Thẩm trưởng lão Đinh Khôn giận dữ quát. Tịnh môn ta xưa nay được gọi là nghe nói thiên cổ, cực mục thông thiên. Đừng giang hồ đồng đạo tôn sùng là đệ nhất thiên hạ, đặc biệt đứng đầu là Tịnh môn Đông Đô. Chớ có so sánh đám phế vật của Tịnh môn Dương Đô với chúng ta. Mộc Hạ và Y Tháp cùng đồng loạt ồ một tiếng. Hoa Nhất Đường nói. Ôi chú choa, nghe có vẻ như Tịnh môn Đông Đô giỏi hơn Tịnh môn Dương Đô nhiều nhỉ. Cận Nhưng hừ một tiếng. Tịnh môn, môn quy có nói thiên tịnh ở đâu thì đó chính là Tịnh môn chính tông. Các ngươi cho dù có nói hoa mỹ đến mấy thì cũng vô dụng. Đinh Khôn cười lạnh nói. Thiên tịnh cũng không ở trong tay ngươi, đứa trẻ ngậm thìa vàng như ngươi cũng không tính là chính tông. Nói xong ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Tùy An. Lâm nương tử, nếu ngươi chịu giao thiên tịnh cho Tịnh môn Đông Đô, Tịnh môn Đông Đô ta nguyện mãi mãi coi Lâm nương tử là thượng khách. Về sau phàm là tin tức Lâm nương tử muốn tìm hiểu, toàn bộ đều là miễn phí. Lời này vừa nói ra, Cận Nhược đen mặt. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An ánh mắt sáng lên rồi liếc nhau. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Nghe có vẻ phúc hậu hơn Cận Nhược. Lâm Tùy An nói qua kẽ răng. Miễn phí mới là đắt nhất. Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng hò nhẹ một tiếng. Lâm Tùy An treo nụ cười hòa ái dễ gần lên miệng. Nghe có vẻ rất có lời, đúng là một thỏa thuận tốt. Mặt Cận Nhược đen thành đáy nồi, hơi nhảy dựng lên, nhưng trong nháy mắt đã bị Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay kéo trở về, ngã đến mông đau nhức. Đình Khôn hơi nghi ngờ, hắn từng tìm hiểu tính cách của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An võ công kinh người, xuống tay tàn nhẫn. Hoa Nhất Đường phú quý ngập trời, xinh đẹp khôn ngoan. Hai người này lại dễ dàng tin hắn như vậy sao? Đinh trưởng lão có điều không biết rồi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, thở dài. Lưng ở Dương Đô, Hoa Thị bị Tịnh môn Dương Đô hại rất thảm. Chỉ một tháng ngắn ngủi ta đã bị lừa giá trên trời 738 vàng, 70 quan tiền. Hoa Thị ta tuy rằng phú quý, nhưng tuyệt đối không muốn bị lừa thảm như thế. Nào có nhiều như vậy, đau đau đau. Cận Nhược bị Lâm Tùy An nhéo một cái. Muốn ta tính toán từng khoản cho ngươi nghe không? Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm. Không biết vì sao, Cận Nhược nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường đột nhiên lại cảm thấy hơi chột dạ. Thậm chí cho dù là ta thì khi mua tin tức cũng chỉ có thể giảm nửa giá. Thật sự là... Lâm Tùy An cũng thở dài nói. Người nghe đau lòng. Hoa Nhất Đường thêm vào. Người gặp rơi lệ, nản lòng thoái chí, khiến người tức giận. Duyên phận đã hết, không cần cưỡng cầu. Khuôn mặt của Cận Nhược xanh mét. Đinh Khôn thầm so sánh cái giá mua thông tin mà hắn đã biết và báo giá của Hoa Nhất Đường, phát hiện lại thiếu đi 438 lượng vàng, 70 quan tiền thì vạn phần khiếp sợ. Quả nhiên số tiền này đều đã bị Cận Nhược nuốt riêng rồi. Ánh mắt nhìn Cận Nhược trở nên khinh bỉ. Đường đường là Tịnh môn đại môn chủ lại lăn lộn đến mức này. Xem ra Tịnh môn Dương Đô quả nhiên giống như trong truyền thuyết, sớm đã đầy lỗ hổng không đáng nhắc tới. Đinh trưởng lão vừa mới nói tin tức sau này Tịnh môn cung cấp cho Hoa Thị miễn phí toàn bộ, có thật hay không? Hoa Nhất Đường hỏi. Đinh Khôn đáp, tuyệt không nói dối. Có nguyện ký khế ước với Hoa Thị không?
Cái này... Đinh Khôn dừng một chút, cắn răng một cái. Được. Thiền tịnh là danh khí thượng cổ giá trị không nhỏ. Lâm Tử An nói, nếu đưa không cho ngươi thì có ổn không? Đinh Khôn tiếp tục cắn răng. Chúng ta nguyện ý bỏ ra 500 lượng vàng để mua. 1.000 lượng vàng. Đinh Khôn cắn răng đau đớn. Được. Sảng khoái. Lâm Tử An nói như đinh đóng cột. Cứ như vậy đi. Đinh Khôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục Trương hắn vẫn còn mấy phần nghi ngờ với hai người này. Nhưng lúc này thấy bọn họ người thì muốn ký kết khế ước. Người còn lại sư tử mở miệng đòi tiền. Lập tức tin tưởng vài phần. Chỉ là giao nhận thiên tịnh là đại sự của tịnh môn. Cũng không thể tùy tiện qua loa được. Lâm Tử An nói. Dù sao cũng nên chọn một nơi rồi làm một nghi thức chứ. Lâm Nương Tử nói rất đúng. Không biết tịnh môn Đông Đô còn có mấy vị trưởng lão. Người quản lý cụ thể là ai? Chúng ta có thể gặp nhau để thảo luận thêm được không? Lâm Tử An hỏi. Ta chỉ là đệ tử ngoại tông, không hiểu rõ lắm đối với chuyện trong môn phái, còn cần chư vị trưởng lão chỉ điểm một hai. Đương nhiên là phải thế. Đinh Khôn liên tục gật đầu. Đợi ta trở về thương thảo với mấy vị trưởng lão, ngày khác sẽ liên lạc với Lâm Nương Tử. Rất tốt. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt liếc mắt nhìn Mộc Hạ. Mộc Hạ lập tức hiểu ý, đến cởi dây thừng của Đinh Khôn ra. Đinh Khôn buông lỏng cổ tay đứng lên, liếc mắt nhìn anh em nằm xung quanh, mặt mày vừa giãn ra lại u ám vài phần. Lâm Tùy An vội vàng nói, vì thể hiện thành ý, hôm nay phàm là huynh đệ bị thương đều miễn phí tặng cho thánh dược chữa thương. Nói xong lập tức nhìn về phía Phương Khắc. Phương huynh, làm phiền rồi. Phương Khắc nửa đường bị bắt tới, vốn không hiểu ra làm sao, lúc này càng không hiểu đầu óc. Lúc đến, hắn chưa từng làm thuốc trị thương gì cả. Hoa Nhất Đường nói, ta biết Phương huynh không nỡ, nhưng việc này là chuyện lớn liên quan đến chuyện hợp tác giữa Hoa thị và Tịnh môn, mong Phương huynh rộng lượng. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ thật nhanh, lông mày cao thấp nhắc nhở, là loại thuốc hôm qua Phương huynh và Y Tháp chế tạo 3 canh giờ, dùng mấy chục loại dược liệu quý giá. Phương Khăng bừng tỉnh đại ngộ, thứ kia căn bản không phải là thuốc thương gì cả, mà là nước trà Y Tháp nấu thất bại. Dù là hắn cũng khó có thể nuốt xuống. Hai người này cũng thất đức quá rồi. Cũng được, hờ cho bọn họ rồi. Phương Khắc không tình không nguyện thở dài. Y Tháp càng không tình nguyện, mặt hắn sụ xuống, đưa nước trà còn sót lại trong nồi trà tới. Đinh Khôn vốn còn không tin. Dù sao thánh dược này có mùi vị không hay tốt lắm, nhưng nhìn thấy một huynh đệ của mình đang hôn mê, vừa mới uống một ngụm nhỏ đã có thể ngồi dậy ngay tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt khôi phục ý thức thì không khỏi mừng rỡ. Thầm nghĩ quả nhiên là Hoa thị tứ lang, tài năng nhiều tiền, lại có thánh phẩm trị liệu thần kỳ như vậy. Vội vàng hiệp trợ Y Tháp và Phương Khắc rót nước thuốc cho mỗi người. Chưa quá thời gian nửa chén trà, tất cả mọi người đều tỉnh lại. Vị Phương đại phu kia còn bày ra vẻ mặt hiền lành dặn dò thời gian uống thuốc và cần lưu ý những điều gì. Chuyện này không có gì to tát, chỉ là tấm lòng của y giả thôi. Đinh Khôn mang theo các huynh đệ liên tục nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Y Tháp ôm canh trà còn sót lại, tức giận ngồi ở một bên. Cận Dược khiếp sợ nhìn Phương Khắc. Thật ra khi Lâm Tùy An túm lấy hắn, hắn đã ý thức được Lâm Tùy An dùng ước chừng là kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, trước tiên ổn định Đinh Khôn, sau đó bàn bạc chuyện lâu dài. Hắn chân chính kinh ngạc chính là hắn và Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường hợp tác với nhau lâu như vậy, vẫn còn chưa đọc được suy nghĩ của hai người này. Phương Khắc này mới quen biết bọn họ mấy ngày, vì sao chỉ cần một câu, một ánh mắt đã có thể phối hợp ăn ý như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là IQ nghiền ép trong lời Lâm Tùy An? Cận Nhược, tiểu tử thối nhà ngươi! Lâm Tùy An tát một cái vào sau gáy Cận Nhược. Tuy rằng không nặng nhưng vẫn khiến Cận Nhược hơi choáng váng. Hả một tiếng. Người đến Đông Đô rốt cuộc là muốn làm gì? Nói thật. Lâm Tùy An lớn tiếng quát. Cận Nhược rụt cổ, cảm giác khí thế của mình chợt thấp hơn 3 phần. Tín vật tịnh môn là thiên tịnh và bí truyền đa pháp thập tịnh tập thất truyền nhiều năm, uy tín tổng đàn tịnh môn không bằng trước. Phần đàn tịnh môn trải rộng khắp nơi đều đánh lên tiểu cửu cửu của mình, lòng người đã sớm tan biến, đặc biệt là phân đàn tịnh môn ở Đông Đô, dưới chân thánh nhân chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, mấy năm nay đường đà phát triển rất mạnh, dân có thể sẽ thay thế tổng đàn Dương Đô. Cho nên người theo chúng ta đến Đông Đô là muốn mượn bản lĩnh của Lâm Tùy An thu phục tịnh môn Đông Đô. Hoa Nhất Đường liếc Cận Nhược nói, giọng nói Cận Nhược rầu rĩ,
Ta cũng không ngờ bọn họ lại làm càn rỡ như vậy, lại dám trực tiếp giết tới cửa. Hắn nắm chặt nắm tay. Lâm Tỳ An, thực xin lỗi, ta không nên lợi dụng ngươi và Thiên Tịnh. Việc này ngươi chưa có nhúng tay vào, ta tự có cách. Là ý của Trương trưởng lão đúng không? Cận Nhường chợt ngẩng đầu. Hả? Có thể đoán được. Cái đầu toàn hạt óc chó như ngươi thì sao có thể nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn như vậy chứ? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Ai 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 là óc chó? Ta có thể giúp ngươi, Lâm Tùy An nói, nhưng có một yêu cầu. Mắt Cận Nhược sáng lên. Ta cũng có thể đưa ra lời hứa, về sau chỉ cần các ngươi muốn tin tức Tịnh Môn toàn bộ miễn phí, ta cũng có thể ký khế ước. Cốt, coi thường ai đấy? Hoa Nhất Đường cười hở hững. Hoa thị ta thiếu chút dưa quả kia sao? Hả? Yêu cầu của ta là... Lâm Tùy An cười ha hả nói, ngươi làm đồ đệ của ta. Cận Nhược ngây dại, quạt của Hoa Nhất Đường rớt xuống đất. Lâm Tùy An nâng má, cực kỳ hứng thú nhìn mỹ nhân dưới trăng đối diện. Cá nóc dưới trăng. Hoa Nhất Đường nóng nảy phe phẩy chiếc quạt nhỏ, má phồng lên, hít một hơi thật dài lại thổi ra, hít vào thổi ra, trong miệng còn hừ hừ lẩm bẩm. Dựa vào cái gì mà hắn có thể làm đồ đệ của nàng? Lâm Tùy An uống một ngụm nước sôi. Không phải hắn còn chưa đồng ý sao? Hoa Nhất Đường càng tức giận. Hắn dựa vào cái gì lại không đồng ý nàng? Cho nên người rốt cuộc là muốn hắn làm đồ đệ ta hay không? Ta nói nàng cũng đâu có nghe theo đâu. Hoa Nhất Đường chu miệng lẩm bẩm. Nàng nhất định có tính toán, nhưng ta không biết là vì sao. Lâm Tùy An bật cười. Lời này nói ra sao nghe nó chua lè thế? Thật ra ta muốn nhận Cận Nhược làm đồ đệ là có nguyên nhân cả. Lâm Tùy An lấy thập tịnh thập ra, đẩy đến trước mặt Hoa Nhất Đường. Đây chính là bí truyền đao pháp của Tịnh Môn, thập tịnh tập. Hoa Nhất Đường ngây ngẩn cả người. Cái này, thứ tuyệt mật này, nàng chịu để cho ta xem ư? Ừ. Hoa Nhất Đường kích động đến đỏ mặt, buông quạt xuống, lấy khăn lụa ra cẩn thận lau ngón tay, cẩn thận cởi dây buộc trục sách, nhíu mắt lại, sau đó vẻ mặt sụp đổ. Lâm Tùy An nhịn cười. Công phu của nàng thật sự là dựa vào thứ này để luyện tập. Hoa Nhất Đường khiếp sợ. Lâm Tùy An gật đầu. Biểu cảm của Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Một lúc lâu sau mới nói, Lâm Tùy An, nàng thật sự là thiên phú dị bẩm thế gian hiếm có. À không, là thiên tài vô song. Quá khen. Nhưng cái này liên quan gì đến việc nàng thu nhận Cận Nhược làm đồ đệ? Lâm Tùy An yên lặng một lát nói, Cận Nhược cũng không tin ta. Hoa Nhất Đường mở to hai mắt. Từ chuyện của Tịnh Môn Đông Đô lập tức có thể nhìn ra, hắn đối với ta vẫn luôn có cảnh giác. Hoặc là nói, Tịnh Môn Dương Đô vẫn luôn giấu giếm tất cả ta. Lâm Tùy An nói, nhất là hôm nay lúc ta đối chiến với người của Tịnh Môn Đông Đô mới phát hiện chiêu thức bọn họ sử dụng có dấu vết của thập tịnh tập. Nói cách khác, Hoa Nhất Đường lập tức hiểu ra, nàng nghi ngờ Tịnh Môn Đông Đô cũng có bản sao của thập tịnh tập. Khả năng rất lớn. Nàng cảm thấy Cận Nhược đã sớm biết việc này. Lâm Tùy An không chắc chắn. Nàng lắc đầu, đổi thành câu hỏi. Với sự bác học của ngươi, có thể nhìn ra chỗ đặc biệt gì từ quyển thập tịnh tập này không? Biểu cảm của Hoa Nhất Đường hơi vặn vẹo, ngay cả tư thế phe phẩy quạt cũng không tự tin. Hoa mỗ tạm thời không có nghiên cứu gì với đao pháp. Công phu của ta có một khuyết điểm chí mạng, ngươi đã sớm phát hiện ra rồi phải không? Quạt của Hoa Nhất Đường ngừng lại, mím chặt môi, nhìn biểu cảm của Lâm Tùy An, muốn nói lại thôi. Lâm Tùy An mở lòng bàn tay ra, lại siết chặt, cảm nhận được chuyển động của trái tim và máu, còn có sát ý khủng bố ẩn sâu trong thân thể này. Tuy rằng bây giờ không cảm nhận được sức mạnh đáng sợ kia, nhưng nàng hiểu rõ, sức mạnh này bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế mà phát cuồng. Nàng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể kịp tỉnh táo lại, nếu như có lần nào đó nàng vô tình lỡ tay giết người. Lâm Tùy An nhắm mắt lại, chỉ tưởng tượng thôi mà chóp mũi của nàng đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập đến rồi. Cũng có thể nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Công phu của ta đều xuất phát từ thập tịnh tập, thì tất nhiên cũng phải tìm cách để bù đắp khuyết điểm kia từ thập tịnh tập. Ta không biết trên thế gian này còn có bao nhiêu phần còn lại của thập tịnh tập, nhưng ta biết thế gian này chỉ có Tịnh Môn mới có thể giúp ta tìm được chúng nó. Lâm Tùy An nói, chỉ khi Cận Nhượng hoàn toàn tín nhiệm ta thì ta mới có thể tìm hiểu được bí mật mà Tịnh Môn không chịu nói cho ta biết. Mà nếu có thể làm cho một người hoàn toàn tin tưởng một người khác thì nhất định phải ký kết mối quan hệ không thể phá vỡ với nhau. Ta nghĩ tới, nghĩ lui, Cận Nhượng làm đồ đệ ta là cách tốt nhất.
Cận Nhược năm nay 18 tuổi, lớn hơn ta 1 tuổi. Chẳng phải ta phải nhận hắn làm ca ư? Lâm Tùy An chỉ tưởng tượng hình ảnh kia đã muốn đánh người rồi. Hoa Nhất Đường cho rằng vẫn là thầy trò tốt hơn, cao hơn hắn một thế hệ. Sau này chúng ta có muốn giáo huấn tiểu tử thối kia cũng coi như danh chính ngôn thuận. Lâm Tùy An nhướng mày. Ta là sư phụ, giáo huấn hắn là chuyện đương nhiên. Còn người thì tính là cái gì? Đương nhiên là tính... Vẻ mặt Hoa Nhất Đường nghiêm túc. Ta là cộng sự của nàng, tất nhiên cũng coi như là một nửa sư phụ của hắn. Lâm Tùy An híp mắt lại. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Hoa Nhất Đường đứng dậy sắn tay áo, để Mộc Hạ chọn một ngày lành làm tiệc rượu bái sư phong quang một chút. Thời gian không còn sớm, ta về nghỉ ngơi trước. Chính sự còn chưa làm, người gấp gáp về nghỉ ngơi làm gì? Hoa Nhất Đường ngẩn ra. Chính sự gì cơ? Lời còn chưa dứt, Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Tùy An đã đến trước mặt hắn, chỉ thiếu nửa bước đã dán lên người hắn. Nàng thấp hơn hắn nửa cái đầu, khoảng cách gần như vậy còn ngửa đâu. Từ góc độ của Hoa Nhất Đường nhìn qua, đôi mắt thiếu nữ khẽ nhướng, ánh mắt trong suốt thật sự mê hoặc lòng người. Hoa Nhất Đường nuốt nước miếng cái ực, vành tai nóng rực, ngón tay không khỏi nắm chặt chuôi quạt. Hắn nghĩ, áo quần của mình hôm nay thật sự không tồi, đuôi liễu dưới trăng hòa cùng xiêm áo, người hẹn hoàng hôn quyến luyến cùng mùa xuân nở rộ đóa phù dung, lại phối cùng. Lâm Tùy An lại áp sát thêm 3 phần, mỉm cười. Tim Hoa Nhất Đường như ngừng đập nửa nhịp. Hắn ngửi được hơi thở trên người Lâm Tùy An, giống như ánh trăng cô đơn trong sông băng, lạnh lẽo lại trong suốt, thấm vào lòng người. Đột nhiên trước mắt trời đất quay cuồng. Lúc Hoa Nhất Đường phục hồi tinh thần lại thì cả người đã song song với bầu trời đêm, lưng áp sát mặt đất, vừa rồi là bị Lâm Tùy An kéo vai ném vòng xuống đất. Sau này nếu có người muốn lợi dụng ngươi, cứ ném thẳng tay hắn như vậy, nhớ chưa? Khuôn mặt tươi cười của Lâm Tùy An chợt lóe lên trước mắt Hoa Nhất Đường, rồi lắc người đi xa. Hoa Nhất Đường lặng lặng nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời đêm rộng lớn thật lâu, bật cười. Ta nhớ chứ, lần đầu tiên gặp nàng cũng bị nàng dứt khoát gọn gàng ném đi như vậy mà. Tiểu kịch trường 1. Lâm Tùy An: muốn lợi dụng ba hả? Còn sớm mấy ngàn năm đấy. Tiểu kịch trường 2. Phương Khắc ngồi bên giường nghiêm túc ghi chép. Tăng ca nửa canh giờ, viết xong lại thấy khó hiểu. Hôm nay hắn đi hay không thật sự chả có gì quan trọng, vì sao cứ phải gọi hắn đi chứ? Tiểu kịch trường 3. Mộc Hạ: tứ lang ngữ lục điều 1888: bước lên thuyền hoa thị ta thì đều là châu chấu cùng đu một thuyền, đừng hòng ai thoát được, đây là sức mạnh của đoàn kết. Tiểu kỳ chương 4. Cận Nhượng viết thư gửi bố câu cho Trương trưởng lão. Trương trưởng lão thấy thư như thấy người, tức chết ta rồi. Tịnh môn Đông Đô kia dám kéo cả bang đến đánh chúng ta, ta còn chưa đến làm phiền chúng, thế mà chúng lại dám đến cửa khiêu khích. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết Lâm Tùy An đáng sợ đến mức nào, bị đánh răng rơi đầy đất, toàn quân bị diệt, còn bị tên Hoa Nhất Đường xấu xa kia lừa gạt. Chà chà, thật quá thảm. Bây giờ có tin tốt, có một tin không tốt. Tin tốt là Lâm Tùy An nói có thể giúp chúng ta thu phục địa bàn Tịnh Môn Đông Đô. Tin tức không tốt lắm là Lâm Tùy An thế mà lại muốn nhận ta làm đồ đệ. Lúc nàng ta nói ra lời này, cười chẳng khác gì con chồn trộm gà, nhìn thế nào cũng đáng sợ. Ta không dám đồng ý, cứ cảm thấy nàng ta muốn hãm hại ta. Nghĩ đi nghĩ lại, kính xin Trương trưởng lão và các trưởng lão khác cẩn thận thương thảo một hai, nhanh chóng trả lời. Xí xí xí. Phiên ngoại, dùng góc nhìn của Hoa Nhất Đường để xem lần đầu tiên hai người gặp nhau. Mấy ngày nay Hoa Nhất Đường cực kỳ nhàm chán, đám người Phùng Du Nghĩa cũng không biết là gặp ôn hay bị bệnh gì mà liên tục 3 ngày rồi không thấy tới tìm Hoa thị gây rối, hại hắn không có người để mắng, không được đánh nhau, nhàn rỗi trên người đều muốn mọc mốc. Mộng Hạ tìm một đống sách chất đống ở trên bàn, hắn tiện tay chọn mấy quyển lật lật, nhưng đều cảm thấy rất nhàm chán, đều là những quyển sách thiên mã hành không, không phải Xuân Khuê tự oán tự thương thì là mấy loại quỷ quái yêu ma bị đặt lung tung, còn xa mới bằng tình tiết vụ án hắn từng nhìn thấy mấy năm nay. Hoa Nhất Đường nâng má ve vẩy quạt, ánh mắt nhìn một cành hoa quế héo úa bên ngoài cửa sổ, cực kỳ u oán thở dài. Tứ lang, mục công viết thư về. Mộc Hạ cầm phong thư đi vào, nói hắn gặp phải một vụ án giết người ở huyện Nam Phố. Hoa Nhất Đường lập tức ngồi thẳng dậy. Án giết người, mau chuẩn bị xe đi huyện Nam Phố. Hẳn là không cần nữa. Mộc Hạ mở thư nhìn nội dung phía sau. Mục công nói có một tiểu nương tử đã tự mình phá án, còn ở trong thư khen ngợi bản lĩnh phá án của vị tiểu nương tử này không thua gì tứ lang.
Tiểu nương tử gì? Đưa thư cho ta xem. Mộng Hạ dâng thư lên. Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn qua 10 hàng, hai mắt càng trợn càng lớn, người càng ngồi càng thẳng, nhìn đến hàng cuối cùng trực tiếp đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Giết người trong phòng kín, bị Vũ Oan thành nghi phạm giết người, phá án như có thần trợ giúp. Hắn trợn dương mắt, đồng tử trong suốt. Mộc Hạ, người nói trên đời này có chuyện có người giống như ta hay không? Mí mắt Mộc Hạ hơi run rẩy. Thế thì người này cũng xui xẻo quá rồi. Hoa Nhất Đường lại lật qua lật lại lá thư trong tay, đọc đi đọc lại nhiều lần, vội vàng phe phẩy quạt nhỏ lên. Mục Trùng nói nàng ta có sức lực rất lớn, võ công và đao pháp cũng cực kỳ sắc bén, giống như quỷ thần nhập thân, có thể lấy một địch trăm. Mộc Hạ, người khi đó có phải là nàng ta hay không? Mộc Hạ đáp, Tứ Lang, đó là chuyện 10 năm trước, hơn nữa ngài lúc ấy là một đại thúc. Hoa Nhất Đường lại phe phẩy quạt hai cái, ánh mắt sáng quắc nói, ta nhất định phải kết bằng hữu với người này. Mộng Hạ bất đắc dĩ thở dài, lại lấy phong thư thứ hai ra. Mộc Công nói thương đội đã khởi hành trở về Dương Đô, vị tiểu nương tử kia cũng đồng hành, ước chừng 10 ngày sau sẽ đến. Thần tốt quá. Hoa Nhất Đường cả người trở nên rạng rỡ. Mau giúp ta chọn mấy bộ y phục và phụ kiện. À không, ta muốn tự mình đi mua mấy bộ mới. Nói xong đã chạy lẹ ra ngoài. Mộc Hạ càng thêm bất đắc dĩ, lại đọc hai phong thư một lần nữa, phát hiện trong thư cũng không đề cập đến danh tính của vị tiểu nương tử kia, chỉ tô điểm thêm một câu bình luận kỳ quái ở cuối phong thư đầu tiên. Mục Mộ cho rằng trên đời này chỉ có một mình Tứ Lang đặc biệt như vậy, không ngờ 10 năm sau lại gặp được một tiểu nương tử giống hắn như đúc. Kỳ lạ thế gian, một phàm nhân như ta thật sự có thể nhìn thấy hay sao? Cuối cùng là giống nhau đến mức nào? Mộc Hạ thầm nghĩ, chẳng lẽ là xui xẻo giống Tứ Lang, đi đến đâu chết người đến đó. 10 ngày sau, Hoa Nhất Đường vừa sáng ra đã chải đầu trang điểm. Mộc Trung gửi bồ câu truyền thư nói trước buổi trưa hôm nay sẽ vào đến thành, nếu không có gì ngoài ý muốn thì thương đội và vị tiểu nương tử kia sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở lầu Phù Dung. Tứ Lang, mấy ngày trước Bùi Thất Lang nói chuyện bức thư của Phùng Thị phải xử lý như thế nào? Mộng Hạ vừa giúp Hoa Nhất Đường cột túi thơm vừa hỏi. Cùng hẹn ở lầu Phù Dung. Hoa Nhất Đường đi dạo một vòng tạo dáng. Thế nào? Tứ Lang tất nhiên là hoa dung nguyệt mạo, phong lưu phóng khoáng. Mộc Hạ thấy Hoa Nhất Đường lại chọn mũ che dài đến mắt cá chân, không khỏi thấy kỳ lạ. Tứ Lang đội cái này làm gì vậy? Lần đầu tiên gặp mặt tiểu nương tử, tất nhiên phải để lại mấy phần cảm giác thần bí, như thế mới có ấn tượng sâu sắc. Lên xe ngựa, Mộc Hạ suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở hắn. Tứ Lang chưa từng nhìn thấy vị tiểu nương tử kia, dáng vẻ của nàng thế nào cũng không biết mà lại chờ mong như vậy, có phải là hơi mặt lạnh dán mông nóng? Hoa Nhất Đường nói, người theo ta lâu như vậy, dự cảm của ta có lúc nào sai chưa? À, Tứ Lang nói rất đúng. Hoa Nhất Đường nhìn bầu trời vạn dặm không mây, ta có dự cảm nàng và ta chắc chắn sẽ vừa gặp đã quen. Hoa gia Tứ Lang, Hoa gia Tứ Lang, đẹp quá, quả nhiên là thiếu niên như ngọc, thế gian vô song. Hoa gia Tứ Lang, chỉ cái bóng lưng thôi đã làm cho người ta thần hồn điên đảo rồi. Nương ta ơi, nếu được Hoa gia Tứ Lang liếc mắt một cái, kiếp này không còn gì nuối tiếc nữa. Hoa Tứ Lang một tay chống thắt lưng, một tay giơ quạt lên bày tạo hình đã diễn tập mấy trăm lần, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn che nhẹ nhìn những đầu người rậm rạp bên bờ sông và dưới cầu, tim đập hơi nhanh. Hắn đã xuất hiện phô trương đến vậy, tiểu nương tử kia hẳn là đã thấy được rồi nhỉ. Nghĩ như thế, hắn lại bày thêm hai tạo hình, đợi tiếng hoan hô qua ba đợt mới nghênh ngang xuống cầu. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, Mục Trung nói nàng tầm 15-16 tuổi, không tính là cao cũng không tính là thấp, bên hông đeo hoành đao hai thước. Hoa Nhất Đường, nạp mệnh đi! Một tiếng hét vang lên bên tai, Hoa Nhất Đường giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy Bạch Thuận đang cầm gậy lớn vọt tới. Hắn thầm mắng một tiếng, nương nó, hôm nay hắn ăn mặc hoa lệ như vậy vẫn không nên động võ thì hơn, chỉ có thể rút lui trước, tùy tiện chọn một hướng chạy như điên. Ai ngờ đám người chung quanh đột nhiên xông lên. Hoa Nhất Đường bất ngờ bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, mũ tre bị rơi xuống, quần áo cũng bị kéo lung tung. May mà có kinh nghiệm chạy trốn đại ca nhiều năm, chạy trốn cũng coi như thuận lợi. Nhưng vừa mới vọt ra khỏi đám người thì đã thấy phía trước bên trái có ánh đao lóe lên. Hoa Nhất Đường kinh hãi, chẳng lẽ phía trước còn có mai phục? Ôi chao ơi! Cả người hắn đột nhiên bay lên, bầu trời xanh biếc, nước sông trong suốt và đầu người rậm rạp ở trước mắt hắn cuốn thành kính vạn hoa, cho nằm sấp
trên mặt đất, hắn mới ý thức được vừa rồi hình như có người kéo đai lưng của hắn, đẩy hắn ra ngoài. Xung quanh trở nên tĩnh mịch, Hoa Nhất Đường không dám ngẩng đầu, cũng không dám động đậy. Hắn cảm thấy đạo hình bây giờ của mình e là không ổn lắm. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi từ xa đến gần. Hoa Nhất Đường nghe được có người ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Giọng nói trong trẻo làm trái tim Hoa Nhất Đường tê dại. Hoa Nhất Đường nắm chặt nắm tay, xoay người ngồi dậy, bày ra tư thế ngồi phong lưu phóng khoáng, mở nụ cười chân thành tươi tắn nhất. "Tại hạ Hoa Nhất Đường, đa tạ ân cứu mạng." Người trước mắt đứng ngược ánh sáng, không thấy rõ khuôn mặt. Cũng có lẽ là hắn bị ngã đến hoa mắt choáng váng nên nhìn không rõ. Dáng người thẳng tắp của nàng, đường ánh mặt trời phủ lên một lớp vàng, giống như võ tướng dắt vàng trong đền thờ. À, giống như vị ân nhân cứu mạng 10 năm trước kia. Hoa Nhất Đường đến bây giờ vẫn còn nhớ lời cuối cùng của người đó: "Cái gọi là cộng sự chính là vào sinh ra tử, không rời không bỏ. Một ngày nào đó người cũng sẽ tìm thấy một người như vậy." Và hắn đã tìm thấy được. Tác giả có điều muốn nói: "Cái gọi là vừa gặp đã yêu, trên thực tế là tất cả đã được ủ mưu từ lâu." Mua ha ha. Chương 63. Quả nhiên là hoa gia tứ lang. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tùy An vừa rời giường vừa mở cửa, đã bị vị khách không mời ngoài cửa làm cho hoảng sợ. Cận Nhược cứng ngắc đứng ở ngoài cửa, tóc, giày dép, góc áo đều bị sương làm ướt, ngay cả ánh mắt cũng ướt sũng. Lâm Tùy An hỏi: "Đến bái sư sớm như vậy à?" Ta không phải nhé, ta còn chưa quyết định. Ta là đến xem mặt trời đã lên cao 3 cây sào rồi, sao ngươi vẫn chưa rời giường?" Nói xong quay đầu bỏ đi, cũng không biết là căng thẳng quá hay đứng lâu tê chân, mà hai tay hai chân đồng bộ bước đi. Lâm Tùy An thấy vậy suýt nữa thì bật cười. Nếu nói đêm qua muốn Cận Nhược làm đồ đệ chỉ là ý tạm thời, nhưng trải qua cả đêm suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tùy An càng cảm thấy quyết định này quả thực là quyết định đúng đắn. Lại thấy Cận Nhượng càng ngày càng thuận mắt, có đồ đệ như vậy tốt biết bao. Nhìn cái dáng vẻ và cái tính cách ngạo kiều đáng yêu, còn có thêm tay nghề dấu vết học xuất thần nhập hóa, tuy rằng trước mắt nhìn không được thông minh quá, nhưng căn cứ vào quan sát của 2 tháng này thì vẫn có không gian phát triển. Bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú, theo như lời Mộc Hạ nói là đồng đồ sâu như biển, ăn no uống đủ mới có thể đi chơi. Lâm Tùy An sâu sắc cảm thấy rất đúng. Bây giờ ngay cả cửa thành Đông Đô còn chưa vào, đã phải đánh một trận với người của phân đàn Tịnh Môn Đông Đô rồi. Trở vào Đông Đô nói không chừng còn thêm chuyện gì nữa, nhất là còn có tên ăn chơi trác táng Hoa Nhất Đường chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. Nói đến Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An cảm thấy hơi kỳ quái. Vì sao thời gian ăn sáng đã sắp qua rồi mà tên này còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ đêm qua bị nàng làm bị thương rồi sao? Hẳn là không đến mức đó đâu nhỉ. Nàng chỉ dùng sức rất nhẹ thôi, gần như đặt hắn nằm ngang trên mặt đất thôi. Lại nói nàng cũng không thấy phường khác đâu. Lâm Tùy An không khỏi nhìn về phía Y Tháp bên cạnh đang nấu canh trà ma dược. "Y Tháp, Phương huynh..." Y Tháp rắc hạt tiêu, ánh mắt sáng lấp lánh. "Tử lang đang giúp hắn làm đẹp." "Hả?" Lâm Tùy An đang buồn bực thì Cận Nhược đột nhiên phụt một tiếng, phun đầy bánh bao trên bàn. Nàng quay đầu lại nhìn, kinh hãi đến mức thiếu chút nữa thì không thở nổi. Phường Khắc đạp ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng theo đúng hàng thật giá thật. Hắn mặc một bộ trường sa màu đỏ, bên ngoài khoác trường bào tay rộng màu xanh biếc trong suốt. Trên búi tóc có một sợi màu vàng tươi sáng. Kinh khủng nhất là dưới chân còn mang một đôi giày thêu hoa màu đỏ thẫm, giày thêu hình chỉ vàng. Nhìn hình dạng hình như là hoa sen. Trang phục khoa trương này có thể so với tên đại hoa loè loẹt kia, làm nổi bật thân hình vuông vức mỏng manh, làn da tái nhợt, quần thâm đen, rất khó khiến Lâm Tùy An không suy nghĩ lệch lạc. Chẳng lẽ là đêm qua Phương Khắc chịu kích thích gì đột nhiên muốn buông thả bản thân như thế? Hay là nói người này ngoài mặt lạnh lùng, nội tâm cuồng nhiệt? "Phương huynh, trang phục này của ngươi..." Lâm Tùy An đắn đo từng câu. "Có ý nghĩa gì không?" "Tất nhiên là có." Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt đi tới như gió. Y phục hôm nay hắn mặc khoa trương hơn ngày thường rất nhiều. Gió thổi qua, hơn 10 tầng áo dài tung bay như mây. Mỗi một tầng đều mỏng như cánh dế, tơ bạc tầng tầng lớp lớp hoa văn, phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra 5 màu sặc sỡ, như là hào quang vạn trượng, hoa quang chói mắt. Đây là phong cách phổ biến nhất ở Đông Đô. Hoa Nhất Đường dùng quạt chỉ vào chiếc áo đỏ, lục bào dây buộc tóc, giày của Phương Khắc. Oanh trụy trác hoa hồng xăm.
Yến Vũ điểm ba lục nhiếp bào, giày buộc tóc suy chuyệt tiểu tai xuân. Đáng tiếc đôi giày này không thích hợp lắm, tạm thời dùng giày ánh nhật hà hoa kim diệp đã. Phương Khắc im lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, biểu cảm dữ tợn nhai bánh hấp. Lâm Thủy An có lý do để tin rằng nếu con dao trong tầm mắt hắn có thể hiện vật hóa thì đã mở bụng moi ruột của Hoa Nhất Đường ngàn vạn lần rồi. Cận Nhường không dám nhìn. Nương ta ơi, Lâm Thủy An uyển chuyển biểu đạt ý kiến, môn thân này hình như không phù hợp với khí chất trong trẻo lạnh lùng của Phương huynh. Hoa Nhất Đường nói, Lâm Thủy An thấy là không hiểu rồi, Phương huynh có gương mặt khó ở như thế, tất nhiên phải dùng màu sắc sặc sỡ để đắp lên rồi. Nếu ăn mặc xuề xòa quá thì chẳng phải là càng khó gần hơn sao? Như vậy mới tốt, nhìn hoa ái dễ gần hơn nhiều. Mộc Hạ chen lời, từ lang mà rất đúng. Y đáp, hoa hoa cỏ cỏ, đẹp quá ta. Hay ta chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Cận Nhượng xoa xoa da gà trên cánh tay lẩm bẩm. Phương huynh, Lâm Tùy An còn muốn dãy dụa một chút. Ngươi không có ý kiến gì sao? Phương Khắc rũ mí mắt, bộ quần áo này trị giá 3 quán tiền. Lâm Tùy An, chẳng lẽ thẩm mỹ của ngài đây chỉ đáng giá 3 quán sao? Lâm Tùy An không hiểu nhưng cực kỳ chấn động. Nhưng mà nửa canh giờ sau, nàng lập tức phát hiện rằng mình đã chấn động quá sớm rồi. Mộng Hạ thế mà chuẩn bị cho bọn họ một đoàn xe, 4 xe 8 ngựa, ngựa kéo xe màu đen hoàn toàn, bờm ngựa buộc chuông bạc, còn có 4 chiếc xe tải, chân đầy dương gỗ đàn hương lớn nhỏ, chuông đồng nâu, người hầu đi theo xe trên dưới 30 người. Quá đáng hơn nữa là phía trước đoàn xe có 6 con ngựa khỏe mạnh, màu lông giống như chân trâu, sáng bóng hoa lệ, đuôi ngựa buộc búi tóc nhỏ xinh đẹp, ở đuôi bím tóc còn buộc chuông vàng tinh khiết. Mộng Hạ ấy nấy, gia chủ, Đông Đô không thể so với Dương Đô, tứ lang lần đầu tiên tới đây, vẫn nên khiêm tốn làm việc thì hơn, ấm ức cho tứ lang rồi. Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo. Hoa Nhất Đường xoay người lên ngựa, hơn 10 tầng áo dài dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giơ cao chiếc quạt gấp, xuất phát. Y Tháp phấn chấn vung roi ngựa lên, Phường Khắc túm lấy chuông vàng trên bờm ngựa cắn một cái, tỏ vẻ hài lòng. Là vàng thật. Cận Nhược, ta có thể tìm một cái nón để che mặt không? Lâm Tùy An, yên tâm, có Hoa Nhất Đường ở trước mặt che rồi, hẳn là không ai chú ý đến chúng ta đâu. Người có chắc không vậy? Ấy, có lẽ. Lăng Chi Nhan nhìn hồ sơ chất thành núi trước mắt, thở dài thật dài. Từ sau vụ án của Phùng Thị Văn Môn, Đại Lý Tự đã trở thành mục tiêu của các thư sinh Đông Đô. Ngày nào cũng có người ủng hộ Phùng Thị ngồi y trước cửa Đại Lý Tự, một ngày 3 người đến, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng không bỏ qua. Rõ ràng là tính muốn chiến với Đại Lý Tự đến Thiên Hoàng Địa Lão đây mà. Những thư sinh này đều là thư sinh trói gà không chặt, không ít người trên người còn mang theo công danh, đánh cũng không dám đánh, đuổi cũng không dám đuổi. Đại Lý Tự Khanh Trần Yến Phàm từng giận đến tóc rụng một nửa, bạc một nửa. Một lòng lửa giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào Lăng Chi Nhan, ném cho hắn mấy trăm vụ án cũ không đầu không đuôi, còn cho hắn thời hạn trong vòng 1 tháng, nhất định phải tra ra. Minh Thứ và Minh Phong thì không sợ, nhiều lần đều muốn đi tìm Trần Yến Phàm nói lý, đều bị Lăng Chi Nhan kéo lại. Hắn là người duy nhất trong nhiều đời Lăng Thị thi đỗ nhất giáp tiến sĩ bước vào quan trường, lại được thánh thượng coi trọng, thần mang trọng trách phục hưng toàn bộ tộc Lăng Thị. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải hết sức thận trọng, không dám làm theo ý mình như một số người, tuyệt đối không thể không cố kỵ. Có đôi khi ta thật sự rất muốn giống như Hoa Gia Tứ Lăng, hung hăng mắng một câu cứt chó. Minh Thứ vừa sửa sang lại hồ sơ vừa lẩm bẩm. Lăng Chi Nhan cởi bỏ băng buộc tay ra, khẽ dừng lại. Nếu là Hoa Nhất Đường chịu ấm ức như vậy thì 8 phần đã khiến cho thiên hạ đại loạn luôn rồi. Còn cả Lâm Nương Tử, phòng trường đã lật cả Đại Lý Tự, khiến cho Trần Yến Phàm sức đầu mẻ chắn. Tưởng tượng như vậy, Lăng Chi Nhan lại cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn vài phần. Đúng rồi, Lăng Công có nghe nói vụ án ở thành Hà Nhạc không? Minh Thứ hỏi. Lăng Chi Nhan gật đầu. Biết. Hồ sơ báo lên vốn chỉ nói là giết 10 người, Lý Công rất coi trọng, phái Trương Tư trực tiếp đi thẩm vấn vụ án này. Kết quả ngài đoán xem, Kỳ Cao Dương kia chỉ 3 năm đã giết hơn 200 người già, đại án động trời được giải quyết thỏa đáng. Minh Thứ chép miệng nói. Mà nói đi, nói lại cũng thật kỳ lạ. Sao mỗi lần Hoa Gia Tứ Lang kia đến đâu, đều gặp phải vụ án động trời như thế? Có phải mệnh cách của hắn có gì đặc biệt hay không? Lăng Chi Nhan nói.
Vận khí có 102 như vậy quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Minh Thứ nhìn xung quanh rồi bước lên. Lăng Công, ngài thật sự muốn bảo quản chế cử cho Hoa Tứ Lang sao? Thư tiến cử đã dâng lên rồi, với gia thế và danh tiếng của Hoa Nhất Đường hẳn là không thành vấn đề. Ngài không sợ Hoa thị Tứ Lang lỡ như thi không tốt liên lụy đến ngài sao? Lăng Chi Nhan sờ sờ mũi. 10 ngày trước, 1.000 thù vàng Hoa Nhất Đường đồng ý với hắn đã được chuyển đến Lăng Thị, còn tặng thêm 2 dương lá vàng. Hoa thị không hổ là thương nhân nổi danh khắp nơi, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm. Bây giờ hắn cho dù có muốn đổi ý cũng không kịp. Chỉ là việc này vẫn là đừng nên để Minh Thứ và Minh Phong biết mới được. Hắn tốt xấu gì cũng coi như là con cháu thế gia, dù sao vẫn phải cố kỵ mấy phần thể diện. Hoa gia Tứ Lang, nhân phẩm chính trực, thông minh hơn người, học phú vang xa, ta tin hắn. Lăng Chi Nhan che lưng tâm nói. Minh Thứ lắc đầu. Ta lại cảm thấy còn không bằng tiến cử Lâm Nương Tử, ít nhất phần thắng còn lớn hơn một chút. Lăng Công, có chuyện lớn rồi. Minh Phong Hòa vội vàng chạy vào. Những thư sinh ngồi lì ngoài cửa đều chạy cả rồi. Lăng Chi Nhan ngẩn ra. Minh Thứ mừng rỡ. Ôi nương ôi, bọn họ cuối cùng cũng chịu đi rồi. Thật là phiền phức quá luôn. Vì sao lại đi? Lăng Chi Nhan hỏi. Minh Phong dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Đoàn xe của Hoa thị Tứ Lang nửa canh giờ trước đã vào cửa trường hạ. Những thư sinh đó 8 phần là nghe được tin tức, cho nên mới đi tìm hắn tính sổ. Minh Thứ há hốc miệng. Lăng Chi Nhan đập bàn đứng lên. Mau đi theo ta. Đông Đô là thành trì lớn thứ hai của Đường Quốc, chỉ đứng sau An Đô đã 200 năm tuổi, quy mô bằng 2 Dương Đô, có gần 150 vạn người sinh sống, là thành trì nổi tiếng khắp nơi. Thành trì chủ yếu chia làm 3 bộ phận: Cung Thành, Hoàng Thành và Quách Thành. Cung Thành là nơi ở của Thánh Thượng, thường gọi là Cấm Cung. Hoàng Thành nằm giữa Cung Thành và Quách Thành, là 3 tỉnh, Lục Bộ, Nhất Đài, Ngũ Giám, Cửu Tự. Quách Thành tổng cộng có 103 phường, lấy Lạc Hà làm giới hạn, chia làm 29 phường thành Lạc Nam và 84 phường của thành Lạc Bắc. Đại Lý Tự nằm ở phía đông Hoàng Thành, ngay sát tỉnh Thượng Thư. Lăng Chi Nhan cưỡi ngựa từ cửa Tuyên Trực ra khỏi Hoàng Thành, vào thành Lạc Nam, đi vòng qua phường Thanh Hóa, phường Lập Đức, phường Thừa Phúc, vượt qua cầu Lạc Thủy, dọc theo đại lộ Trung Cù đi thẳng về hướng Nam. Đồng Đồ rộng hơn 10 trượng, đủ để mấy chục xe ngựa song song đi về phía trước. Nhưng lúc này vừa qua giữa trưa là 3 chợ lớn Đông Đô, chợ Nam, chợ Bắc, chợ Tây mở cửa. Đội ngựa, lạc đà, đoàn xe, hàng hóa, dòng người lấp đầy ngõ hẻm. Cho dù ngựa của Lăng Chi Nhan cưỡi là loại có thể đi ngàn dặm thì cũng giống như trâu bùn xuống biển, nửa bước khó đi. Thấy con đường phía trước đã tắc nghẽn, Lăng Chi Nhan thầm lo lắng, xoay người xuống ngựa, ném cương cho Minh Phong và Minh Thứ, chui vào dòng người, bước nhanh về phía cửa trường hạ. Cửa trường hạ là cửa thành phía nam Đông Đô, cũng là cửa thành phồn hoa nhất, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Những thư sinh kia đều là những tên cứng đầu liều mạng. Hoa Tứ Lang lại là một người không an phận. Nếu xảy ra chuyện gì ở đây thì đừng nói tham gia chế cử, chỉ e đời này Hoa Nhất Đường đều sẽ vô duyên với khoa cử. Đột nhiên Minh Thứ hít sâu một ngụm khí lạnh, chỉ về phía trước. Lăng Công. Lăng Chi Nhan đưa mắt quan sát, chỉ thấy phía trước hào quang rực rỡ, giống như vô số ánh sáng của bảo thạch bắn ra xung quanh, cực kỳ chói mắt. Hắn dùng tay áo che mắt, lúc này mới thấy rõ có một đội xe ngựa chậm rãi đi tới. Bánh xe ngựa, dầm xe đều mạ vàng, 6 con tuấn mã phía trước, màu lông như gấm vóc, trắng sạch không tì vết, nổi lên từng tầng gợn sóng. Lăng Chi Nhan khiếp sợ. Chẳng lẽ đây là chân châu tuấn trong truyền thuyết? Nghe nói một con như vậy từ khi sinh ra, nuôi đến khi trưởng thành, chỉ riêng thức ăn đã phải tiêu phí 100 vàng trở lên, có thể nói là ngàn dặm khó gặp. Thế mà bây giờ lại đồng thời xuất hiện tận 6 con. Lăng Chi Nhan nuốt nước miếng. Thực ăn hết 600 vàng, còn đắt hơn cả hắn. Lăng Chi Nhan xuất thân sĩ tộc 100 năm còn như thế, chỉ đừng nói đến dân chúng bình thường trong thành Đông Đô. Tuy nói sinh ra dưới chân thánh thượng, sóng to gió lớn gì cũng đều đã từng nhìn thấy, nhưng sĩ tộc quyền quý lâu đời ở trong Đông Đô lưu hành phong cách khiêm tốn thanh nhã, chỉ thích âm thầm bỏ công phu vào những chi tiết nhỏ, khăng 4 chữ lão tử giàu có lên trán giống như Hoa thị thì quả thực đúng là độc nhất vô nhị. Chợt nhìn đến ngây người, đồng loạt né qua một bên cảm thán. Đột nhiên phía trước đoàn xe xuất hiện một đội thư sinh ăn mặc mộc mạc, tay trong tay xếp thành hàng ngang, giống như hàng rào chắn ở giữa đường. Thư sinh ở vị trí trung tâm nhăn mày trợn mắt, giọng nói sắc bén.
Người tới là đệ nhất ăn chơi của Dương Đô, Hoa thị Tứ Lăng. Một tiếng kêu này làm cho Lăng Chi Nhan hoàn hồn, lúc này hắn mới chú ý tới trên con ngựa kia. Cũng không có người cưỡi, chỉ có người hầu dắt ngựa. Chẳng lẽ Hoa Tứ Lăng đã sớm đoán được thư sinh Văn Môn sẽ đến tìm hắn gây phiền toái? Đoàn xe khoa trương này chỉ là vỏ bọc, bản thân Tứ Lăng đã sớm dùng cách khác lẻn vào Đông Đô. Lăng Chi Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, không hổ là Hoa Tứ Lăng, quả nhiên tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn. Ai ngờ một giây sau, trong xe ngựa xa hoa của Trân Châu Tuấn lập tức truyền ra giọng nói lửa biếng: cực chó, ai không có mắt lại chạy đến giữa đường sủa như thế. Khóe mắt Lăng Chi Nhan giật giật, không hổ là Hoa Tứ Lăng, vẫn khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Một đám thư sinh sao có thể ngờ đối phương lại thối miệng như vậy. Nhưng ngại thân phận thanh cao, không thể mắng trở về, trận tức đến đỏ mặt gần cổ. Trong xe ngựa truyền ra một tiếng cười nhạo. Mộng Hạ đang lái xe nhảy xuống xe ngựa, giơ cao cánh tay, cửa xe điêu khắc hoa khảm châu cạch một tiếng mở ra, ngón tay thon dài trắng nõn đỡ lấy cánh tay Mộc Hạ, chậm rãi thò người ra khỏi xe, bốp một tiếng hất quạt ra. Trong khoảnh khắc này, dù là Trân Châu Tuấn chói mắt, hay là xe ngựa mạ vàng, hay là ánh mặt trời chói mắt giữa trưa, đều mất đi màu sắc mà trở nên ảm đạm. Chỉ thấy thiếu niên kia quần là áo lượt như mây, nhẹ trên bầu trời mùa hè, tỏa ra hương trái cây thơm ngát, mặt mày tuấn tú vô song, hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt. Tất cả mọi người ngừng thở, khắp đường phố trở nên yên tĩnh. Không hổ là Hoa gia Tứ Lăng, không ra vẻ thì cả người khó chịu mà. Thư sinh đứng hàng đầu đến đòi công đạo hoàn hồn trước, quát lớn: Hoa gia Tứ Lăng, người vu khống Phùng thị Văn Môn, hãm hại thư sinh Văn Môn, làm đứt đoạn nhân tài đường quốc ta, đúng là tội nhân thiên cổ. Hôm nay chúng ta liều chết đến đây là muốn thay Phùng thị, thay Văn Môn, thay học tử khắp thiên hạ đòi công đạo. Hoa Nhất Đường nháy mắt với Mộc Hạ. Mộc Hạ lúc này lấy đệm ghế ở đầu xe, sắp xếp bằng kỷ, bàn gỗ nhỏ, điểm tâm, chén trà thỏa đáng rồi. May mà diện tích xe ngựa Hoa thị đủ lớn, bày đống đồ vật rong dài này nhưng vẫn còn rộng rãi. Hoa Nhất Đường xắn tay áo, dựa vào bằng kỷ ngồi thoải mái, dùng quạt chỉ về phía thư sinh dẫn đầu nói: Người là ai vậy? Thư sinh dẫn đầu tuổi tác chừng hơn 20, mặt tròn mắt nhỏ, bị thái độ không coi ai ra gì của Hoa Nhất Đường chọc đến đỏ bừng mặt. Ta là sĩ tử đơn viễn minh của Tùy Châu, tự Bạch Bình, hiệu là Kiêm Hà cư sĩ. Đây là Cỏ Giác cư sĩ đúng không? Hoa Nhất Đường mỉm cười nói: Nếu ngươi cứ luôn miệng đòi công đạo, vậy chúng ta cùng giải thích chút, thứ gì là công đạo? Chương 64: Hoa Tứ Lăng uy vũ. Lăng Chi Nhan sợ ngây người vì sự to gan của Hoa Nhất Đường. Người khác hắn không biết, nhưng cái vị đan viễn minh này hắn rất quen thuộc. Người này là tài tử có danh tiếng ở Tùy Châu, nghe nói 3 tuổi hiểu văn, 5 tuổi có thể làm thơ, 14 tuổi vào học ở quần Hưng Tùy Châu, 5 năm sau thông qua tuyển chọn trở thành cống sinh, vào Đông Đô tham gia khoa cử năm đó. Đáng tiếc vận may không tốt, không thể nhất cử lên đệ. Văn Môn Đông Đô tiếc nhân tài nên mới đặc biệt chiêu hắn nhập học, cũng giới thiệu môn lộ giúp hắn hành quyển hiến thư. Nghe nói văn chương rất hay, làm kinh diễm cả triều. Và lại người này cực kỳ nhiệt tình, thích lo chuyện bao đồng, cực kỳ có danh tiếng trong văn môn thư sinh. Nếu không có gì bất ngờ thì nhất giáp tiến sĩ khoa thi năm nay nhất định có chỗ của hắn. Đáng tiếc tai nạn động trời lại đột nhiên xuất hiện. Văn Môn Phùng thị gian lận thi cử, một khi đã bùng phát ra thì giống như cây đổ cành rơi, những thư sinh vốn dựa vào văn môn cũng gặp tai nạn theo. Thánh thượng trước đó hạ ân chỉ, nói vụ án gian lận văn môn không thể không răn đe các học tử, nhưng đồng thời cũng không thể làm mất đi cái tâm của thư sinh thiên hạ. Tất cả thư sinh văn môn hãy tự rời đi, đợi năm sau thi lại. Những thư sinh này sắp được nâng chén cơm vàng lại chợt vỡ mộng, tất nhiên là cảm thấy bi phẫn. Cộng thêm sự đồn đãi xung quanh nói vụ án gian lận văn môn là có người hãm hại Phùng thị, không biết bọn họ là bị người xúi dục hay người kích động, hay là bày mưu tính kế gì mà càng náo loạn càng lớn. Mà tên Văn Môn Đan Viễn Minh Đường Ân Huệ này là người nổi bật nhất trong đó, nghiễm nhiên đã trở thành thủ lĩnh nhỏ trong những thư sinh này. Cái khác không nói, chỉ nói đến việc ngày ngày đến cửa đại lý tự ngồi y thì đã biết là hắn chủ đạo tổ chức. Lăng Chi Nhan tất nhiên là biết sự thông minh của Hoa Nhất Đường, nhưng nếu luận tài học, gã đó có tài không đây? Sao dám lớn tiếng không biết xấu hổ tính cùng cống sinh tài danh lan xa, tranh luận trên đường phố? Lăng Chi Nhan đỡ chán, khó trách lúc trước Hoa Nhất Đường trả cho hắn 1.000 vàng thù lao sảng khoái như vậy. Tiền của Hoa thị quả nhiên không dễ kiếm.
Các thư sinh do Đan Viễn Minh cầm đầu nghe thấy lời nói của Hoa Nhất Đường thì chợt cười to, ồn ào chào phúng nói: "Ha, một tên ăn chơi chắc vật lại dám nói lý với chúng ta trên đường phố, chẳng lẽ là thịt rượu ăn nhiều, mỡ chè vào não, ngốc rồi đó chứ. Thật là cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu, túi rượu túi cơm, đúng là nực cười. Thả dám chó nhà các ngươi." Hoa Nhất Đường quạt khép lại đặt bên má, kéo dài giọng, giống như mang theo hợp âm, đè nén tất cả giọng nói lại: "Một đám lừa ngu xuẩn, không biết đúng sai, cướp chó." "Người nói cái gì?" Các học sinh đã tức giận, dám dùng ngôn từ tục tĩu chửi bới ngay trên đường phố, thật sự là quá nhục nhã. Hoa Nhất Đường dương dương mặt cười, cực kỳ đáng ghét, tốc độ nói cũng rất nhanh. Ta ngồi xe ngựa uống trà, ngắm phong cảnh hát ngâm nga, suốt dọc đường cảm thấy rất vui vẻ. Thế mà đám hung thần ám sát các người lại đột nhiên xông lên phun toàn phân, làm bẩn trà của ta, ô nhiễm khúc hát của ta. Nếu ta không mắng thì chẳng phải là làm ô nhục đệ nhất công tử ăn chơi trác táng của Dương Đô ta rồi sao? Không thể không nói Hoa Nhất Đường không hổ là mắng chửi đệ nhất Dương Đô, mắng người mà cũng lý lẽ như thế, miệng lưỡi rõ ràng, một dãy từ dài như vậy lại chỉ dùng một hơi nói hết. Đợi mọi người phục hồi tinh thần lại thì hắn đã uống trà nhuận giọng. Mộng Hà bên cạnh còn dẫn theo một đám người hầu của Hoa thị vỗ tay cổ vũ. Wow! Dân chúng vây xem cực kỳ kích động, đồng loạt nhìn về phía đám thư sinh, chờ mong bên này phản kích. Lăng Chỉ Nhàn càng buồn bực, hắn cố chen vào trong đám người, vừa chen chúc vừa tìm kiếm bóng dáng Lâm Tùy An ở trong đoàn xe Hoa thị, suy nghĩ nếu như có gì bất trắc thì nàng nhất định sẽ có cách trấn trụ Hoa Nhất Đường. Nhưng trong đoàn xe lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không phát hiện bóng dáng Lâm Tùy An. Lăng Chỉ Nhàn đột nhiên có dự cảm không lành, chẳng lẽ Lâm Tùy An không ở trong đoàn xe? Lăng Tư Trực, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Người cũng đến hóng hớt à? Lăng Chỉ Nhàn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Tùy An và Cận Nhược không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Tùy An gặm một trái lê, Cận Nhược cầm một gói bánh đường trắng, trên túi giấy in bánh kẹo Vương Thị Bắc Thị. Các người sao lại ở đây? Cận Nhược: lông của con ngựa chân châu kia phản chiếu chói mắt quá mức. Lâm Tùy An cũng nói: chúng ta sợ dám nắng. Lý do kỳ lạ như thế, Lăng Chỉ Nhàn chưa từng nghe thấy, thật sự không biết nên tiếp lời như thế nào. Dừng một chút mới quyết đoán từ bỏ chuyện tán gẫu giao tình, đi thẳng vào chủ đề: các người không đi giúp Hoa tứ lang sao? Lâm Tùy An nói: những sĩ tử này thân hình gầy yếu, bước chân lảo đảo, khí tức không ổn định, hẳn là chưa từng tập võ, đánh không lại Hoa Nhất Đường đâu. Ta không phải có ý này. Nếu luận công phu mắng chửi, ta tự thẹn không bằng, vẫn nên để cho Hoa Nhất Đường tự mình phát huy thì tốt hơn. Không phải chửi bới, là nói lý. Có gì khác nhau sao? Yên tâm, lỡ như Hoa Nhất Đường mắng thua thì chúng ta lập tức đi lên đánh cho toàn bộ đám sĩ tử kia ngất xỉu hết. Cận Nhược nói: cái này gọi là tiền lễ hậu binh. Lâm Tùy An vô cùng vui mừng: trẻ nhỏ dễ dạy. Hay, 1000 thù vàng của Hoa gia ta có thể trả lại được hay không? Lăng Chỉ Nhàn đau khổ: chư vị chư vị. Đan Viễn Minh giơ cao hai tay ý bảo các thư sinh yên tâm đừng nóng nảy. Người này miệng đầy lời tục tĩu là muốn chọc giận chúng ta, chớ để bị người này dẫn dụ. Chúng ta đến đây là đòi công đạo, nhất định phải dùng lý phục người. Các thư sinh bừng tỉnh đại ngộ: Bạch Bình nói rất đúng, người này quả nhiên rất nguy hiểm, suýt nữa thì trúng kế của hắn. Vẫn là Bạch Bình có đại trí. Đan Viễn Minh hít sâu một hơi, ánh mắt bắn thẳng về phía Hoa Nhất Đường. Hoa gia tứ lang, ta biết gia thế người hiền hách, phú quý ngập trời, nhưng công lý là trụ cột chống đỡ thế gian, tuyệt đối không phải thứ mà gia thế tài phú có thể lay động. Ngươi vì tư dục của mình hãm hại văn môn Phùng thị, đặt học tử thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng, đặt văn mạch đường quốc vào tình cảnh nguy cơ tràn ngập, cơ nghiệp quốc gia có thể sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi. Nửa đêm mộng hồn, lương tâm ngươi có an ổn không? Dân chúng lại oa một tiếng, lại đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười: Phùng thị gian lận khoa khảo, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, sao lại đến chỗ ngươi thì biến thành bị hãm hại rồi? Mật thất của Phùng thị là Hoa thị phát hiện, tiết lộ trục thư đề thi cũng là Hoa thị tìm ra, chứng cớ mấu chốt đều là do kẻ đối đầu với Phùng thị cung cấp. Chứng cớ này thật giả như thế nào không khỏi khiến người ta sinh nghi. Đan Viễn Minh nói: huống chi văn môn Phùng thị cao phong lượng tiết, mấy chục năm như một ngày giúp đỡ thư sinh nghèo khổ, không cầu hồi báo, không cầu vàng bạc. Những hành động cao nghĩa như thế sao có thể hủy danh tiếng của mình được? Nhất định là Hoa thị thấy thanh danh của Phùng thị hiển hách,
đố kỵ kẻ hiền cho nên mới cấu kết hãm hại. Phụt! Hoa Nhất Đường phun ngụm trà trong miệng, phe phẩy quạt cười rộ lên, tiếng cười liên miên không dứt khiến cả con phố đều run rẩy theo. Đàn Viễn Minh mừng rỡ cao giọng nói: "Chư vị, mọi người, như mọi người thấy đó, người này nhất định là vị ta nói trúng, xấu hổ khó chịu cho nên mới kích động đến điên khùng." Cợt chó! Tiếng cười của Hoa Nhất Đường đột nhiên dừng lại. Phùng thị là cái thá gì mà dám so với Hoa thị ta? Ngươi nói Phùng thị thanh danh hiền hách, vậy thì hiền hách ở đâu? Trong con mắt chuột như đậu xanh của ngươi, mở con mắt rùa của ngươi ra mà ngó cho rõ ràng. Cửa hàng của Hoa thị trải rộng khắp các huyện đường quốc, dấu chân của thương đội Hoa thị in khắp con đường tơ lụa. Thương thuyền Hoa thị nổi danh thiên hạ, hỏi thứ dân chúng bên cạnh ngươi xem, có bao nhiêu người biết đến Phùng thị, bao nhiêu kẻ biết đến Hoa thị? Dân chúng vây xem liên tục gật đầu. Hóa ra tứ lang nói không sai, nếu nói về gia thế hiển hách, không phải Hoa thị, không có ai khác. Chúng ta đều là người dân thô lỗ, đến chữ còn chả biết, ai quan tâm Phùng thị cái gì? Cửa hàng của bốn thành Đông Tây Nam Bắc đều in biểu tượng tổng huy của Hoa thị, mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều có thể nhìn thấy, muốn không biết cũng không được. Cửa hàng của Hoa thị rất tốt, quần áo mặc lâu rồi cũng không hỏng, nếu mang thai còn có thể sửa lại miễn phí nữa. Mũ nỉ của Hoa thị rắn chắc dễ dùng, còn rất đẹp nữa. Ta thích phụ kiện của Hoa thị, mỗi tháng đều có hoa văn mới, nhất là quả bóng túi thơm gần đây, thật là thần kỳ. Hoa Nhất Đường nói, nếu ta không nhìn lầm, y phục trên người ngươi, giày dép trên chân, quần thắt lưng trên đầu đều là mua từ cửa hàng của Hoa thị nhỉ? Hai chân Đan Viễn Minh co rụt về phía sau, miệng há ra mấy lần nhưng chẳng thể hé ra được chữ nào. Hoa Nhất Đường đứng lên, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Hắn cao hơn Đan Viễn Minh nửa cái đầu, dáng vẻ vừa tuấn tú, ăn mặc lại hoa mỹ. Bản lĩnh đánh nhau rèn luyện quanh năm tạo ra khí thế bức người, chỉ đứng đó đã hấp dẫn vạn người chú ý, như hạc đứng giữa mày gà. Người nói ta đàn văn mạch của đường quốc vào nơi tràn ngập nguy cơ, ta lại muốn hỏi thử ngươi, ngươi rốt cuộc có biết văn mạch là thứ gì không? Đan Viễn Minh nâng cầm lên. Cái gọi là văn bắt đầu từ văn tự, sau đó phát triển thành trường thi điển tịch, tích lũy thành tam phần ngũ điền. Cái gọi là mạch là máu huyết trong lục phủ, là con đường cho khí huyết vận hành. Cái gọi là văn mạch là văn mạch mạch lạc rõ ràng, là khí huyết của đất nước, là linh hồn của dân, thuồng hiện tượng văn khúc xương hưng. Một câu nói ra khẳng khái kích động, những thư sinh kia nghe thấy được sự nhiệt huyết sôi trào trong đó, đồng loạt vỗ tay kêu gào. Nhưng ngoại trừ bọn họ thì tất cả dân chúng bày xem đều mặt mày ngơ ngác. Hoa Nhất Đường gõ quạt vào trán cười nói, mọi người có nghe hiểu hắn nói cái gì không? Dân chúng đồng loạt lắc đầu, nghe không hiểu. Hoa Nhất Đường nhún vai, ta cũng nghe không hiểu, phiền vị cư sĩ cỏ dại này giải thích cho mọi người. Quả nhiên là tên ăn chơi vô học vô nghề. Đan Viễn Minh cười lạnh nói, người nghe cho kỹ đây, văn mạch là huyết mạch của văn thi, là mạch của quốc vận. Hoa Nhất Đường gõ quạt, người sớm nói như vậy ta không phải đã hiểu rồi sao? Nói cách khác, người nói ta đạp ngã Phùng thị tương đương với việc hủy đi huyết mạch của văn chương, chặt đứt mạch của quốc vận. Đan Viễn Minh ngẩn ra, hình như phát hiện lời này có hơi không đúng, đang muốn mở miệng biện giải thì không ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên lên tiếng trước, cao giọng nói, tất cả mọi người nghe rồi nhỉ, người này nói Phùng thị là quốc vận của đường quốc. Đan Viễn Minh kinh hãi thất sắc, ta chưa từng nói. Úi chà chà, cư sĩ cỏ dại sao có thể mở mắt nói bừa như thế, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rồi đó nhé. Tất cả mọi người hùa theo, đúng đúng, tất cả chúng ta đều nghe cả rồi. Hắn lẩm bẩm một chuỗi lớn, không phải là muốn nói những thứ này sao? Còn là người đọc sách cơ đấy, lời mình vừa mới nói đã lập tức không nhận, thật sự là buồn cười. Đan Viễn Minh rốt ruột đến độ đầu đầy mồ hôi, ta không phải có ý này. Chư vị, người này xuyên tạc ý ta, là quỷ biện, chư vị chớ tin hắn. Khóe miệng Hoa Nhất Đường mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, giọng nói không nhanh không chậm, chỉ là một phùng thị nhỏ nhoi, xuất thế cùng lắm chỉ mới 10 năm, trong lời người nói lại trở thành căn bản của quốc vận. Ai không biết, còn tưởng rằng đường quốc đã trở thành thiên hạ của Phùng thị rồi chứ. Hoa Nhất Đường, người nói lời ngỗ nghịch, đại nghịch bất đạo, sao người có thể không để thánh thượng và triều đình vào mắt như thế? Đan Viễn Minh tức giận quát, người đại nghịch bất đạo là các người mới đúng. Ánh mắt Hoa Nhất Đường đột nhiên mạnh mẽ, giọng nói sắc bén như đao. Ngươi cứ luôn miệng nói ta hãm hại Phùng thị, có chứng cứ gì không? Hoa thị và Phùng thị có thù oán, đây là chuyện mọi người đều biết, ta chỉ lấy lẽ thường suy đoán. Hoang đường!
Hoa Nhất Tường quạt một cái lên mặt Đàn Viễn Minh, một tiếng bốp trầm trẻo vang lên. Đàn Viễn Minh là một thư sinh, nào có thể đoán được Hoa Nhất Tường lại có thể đánh người. Che mặt hoảng sợ nhìn Hoa Nhất Tường. Phá án là dựa vào chứng cứ và sự thật, không có chứng cứ mà suy đoán thì không bằng con chó. Ngươi chỉ dựa vào sự nghi ngờ bắt gió bắt bóng mà đã ở đây muốn tỏa sáng, yêu ngôn mê hoặc mọi người, vu khống quan phủ. Ngươi mới là tội nhân có ý đồ hủy hoại cơ nghiệp nước Đường ta. Hoa Nhất Đường lạnh lùng nói, ta vu khống quan phủ khi nào? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Vụ án này do đại lý tự đứng ra thu thập chứng cứ, thẩm vấn, hình bộ xem xét lại, có ngự sử đài giám sát toàn bộ quá trình, tất cả thủ tục đều hợp với quy định của đường luật. Trong chuyện này có bao nhiêu quan lại không ngủ không nghỉ, bao nhiêu quan sai buôn 3.000 dặm, bao nhiêu quan viên giống như đi trên băng mỏng. Đừng nói chứng cứ có khuyết điểm, cho dù trong hồ sơ có thêm một con ruồi cũng sẽ thẩm vấn rõ ràng. Nói tới đây, Hoa Nhất Đường chợt lên tiếng, vạt áo như cánh hoa đón gió dương lên, sáng ngời chói mắt. Tất cả những chuyện này đều là vì để điều tra chân tướng, vì trả lại cho người đọc sách trong thiên hạ một khoa cử chân chính công bằng. Đây mới là căn bản của quốc vận. Cả con đường yên tĩnh, mọi người lặng lặng nhìn thiếu niên tuấn tú dưới ánh mặt trời, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của hắn nổi lên ánh nước gợn sóng. Đám ngu xuẩn các ngươi, chuyện này đều là vì các ngươi, vì tương lai của thiên hạ đấy. Lăng Chi Nhan nhìn đến ngây người, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Lông Hoa Nhất Tường nói đến quan sai vất vả như thế nào, hình như có nhìn thoáng qua bên này. Cận Nhược, ế, thắng rồi. Lâm Tùy An chép miệng, hay, công phu ăn nói của tên chắc đáng này lại thăng cấp rồi. Đầu tiên là dùng khí thế quấy rầy chèn ép Đàn Viễn Minh, tầng tầng tiến vào, lấy tội ngỗ nghịch làm cho tâm thần hắn đại loạn. Sau đó dùng chứng cứ sự thật liên tục bức ép, từng câu từng chữ như roi quất vào lòng, từng chữ đều cứng rắn, ngay cả dấu chấm câu cũng phối hợp với tiết tấu, nhất là câu kết thúc, dùng tình cảm động lòng người, dùng thế trên cao nhìn xuống. Cao Minh lại nhìn những thư sinh kia, người nào người nấy mặt đỏ tai hồng, xấu hổ khó chịu, hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào. Ánh mắt Hoa Nhất Tường dừng lại trên người Đan Viễn Minh, tự hỏi, người thật sự cảm thấy vụ án Phùng Thị có điểm đáng ngờ, hay là bởi vì Phùng Thị rớt đài làm gãy đường thanh vân của ngươi? Ngươi thật sự là vì công lý sao, hay là vì dục vọng cá nhân của mình? Ngươi có thực sự thấy sự thật không, hay là dùng một chiếc lá che mắt chỉ muốn nhìn thấy những gì ngươi muốn nhìn thấy? Đan Viễn Minh lùi lại mấy bước, lảo đảo ngồi bệt trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt lưng áo, toàn thân run rẩy. Hoa Nhất Đường nặng nề thở dài, xoay người lại ôm quyền thi lễ với dân chúng xung quanh. Hôm nay bởi vì Hoa Mỗ mà làm lỡ thời gian của mọi người, Hoa Mỗ cực kỳ áy náy. Để biểu lộ áy náy, từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 ngày, chỉ cần chư vị ở đây đến Hoa Thị mua sắm vật phẩm, báo 5 chữ Hoa Tứ Lang Uy Vũ lên thì đều có thể hưởng ưu đãi 8 phần. Cầm Lăng Chi Nhan rớt xuống, Cận Nhược ngạc nhiên, thần không biết xấu hổ mà. Lâm Tùy An đỡ chán cười khổ, dân chúng vây xem cực kỳ kích động, đồng loạt hét, Hoa Tứ Lang Uy Vũ. Hoàn hồ tiễn đoàn xe Hoa Thị từ từ đi xa. Một đám thư sinh ngơ ngác đứng ở bên đường, ánh mắt mờ mịt, thần sắc sợ hãi, không biết nên đi đâu về đâu. Trải qua trận chiến này, đám thư sinh này hẳn là sẽ không dám đến trước cửa đại lý tự ngồi lì nữa. Lăng Chi Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng nhảy dựng lên, nhìn phát về phía Lâm Tùy An. Chẳng lẽ đoàn xe Hoa Thị phô trương như thế để vào thành là vì giúp hắn sao? Lâm Tùy An mỉm cười, Lăng Tư Trực đến đây, cùng đi uống trà nào. Tiểu kịch trường một. Một canh giờ trước, Hoa Nhất Đường cưỡi ngựa đến đau thắt lưng, chỉ kiên trì nửa canh giờ đã chịu không nổi, trở về xe ngựa ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, đoàn xe đã vào Đông Đô, cửa Trường Hạ. Hắn kích động đẩy cửa sổ xe muốn tìm Lâm Tùy An, lại phát hiện không thấy Lâm Tùy An đâu cả. Không chỉ không thấy Lâm Tùy An đâu, mà cả Cận Nhược, Y Tháp, Phương Khắc đều biến mất. Mộc Hạ! Hoa Nhất Đường hét to, Lâm Tùy An, mọi người đâu hết rồi? Phương Đại Phu say xe ngựa, nôn mửa ghê lắm. Y Tháp lái xe đi trước một bước, đưa Phương Đại Phu đến biệt viện nghỉ ngơi rồi. Còn Lâm Nương Tử và Cận Nhược đi chơi. Hoa Nhất Đường, hả? Đúng vậy, Tứ Lang, bọn họ không chỉ không thông báo cho ngài, còn đánh đôi đánh đỏ, như hình với bóng, vui vẻ đi chơi rồi. Đệ nhất tùy tùng Mộc Hạ nghiêm chỉnh nói. Vẻ mặt Hoa Nhất Đường xanh mét,
đến sợi tóc cũng xanh, nắm chặt đến mức quạt kêu răng rắc. Nhưng vào lúc này đoàn xe chợt phanh gấp, bên ngoài truyền đến tiếng hét. Người tới là đệ nhất công tử ăn chơi trác táng Dương Đô, Hoa thị tứ lang phải không? Hoa Nhất Đường nghiến chặt răng, cười lạnh lên tiếng. Thiên đường rộng rãi không đi, địa ngục không có cửa, ngươi cứ muốn xông vào, đến đúng lúc lắm. Cứt chó, kẻ nào không có mắt dám chạy đến giữa đường sủa như thế. Tiểu kịch trường hay. Ba ngày sau, Hoa Trạch Dương Đô, Y Mai Nhĩ Nhạc liên tục chạy vào cửa, cầm hai phong thư do chim bồ câu truyền đến nói: Trân châu nửa đầu năm nay của chúng ta đã bán được 7 phần, tốc độ bán nhanh gấp đôi so với năm ngoái, giá cao hơn 3 phần. Nghe số những người mua truyền lời, Hoa gia tứ lang ở thành Hà Nhạc trắng trợn thu mua trang sức trân châu, nhất định là Hoa thị có tin tức nội tình, biết được trân châu sắp tăng giá, cho nên đồng loạt đập tiền mua hàng về chữ. Bàn tay của Hoa Nhất Hoàn đang lật sổ sách chợt dừng lại. Tiểu tử thối này, đánh bậy đánh bạ cũng trúng như thế. Còn nữa, đồng đồ truyền tin tức về tứ lang và một đám thư sinh tranh luận với nhau trên đường phố. Mí mắt Hoa Nhất Hoàn không thèm nhấc lên. Cãi thắng không? Tất nhiên là thắng. Ừ. Tứ lang đặt ra một ám hiệu giảm giá trong vòng 10 ngày, gọi là Hoa tứ lang uy vũ. Đồng đồ báo về, hàng tồn đọng cuối năm nhờ thế mà được thanh lý 1/3. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hoa Nhất Hoàn nhấn mày. Một, có thể xử lý hàng tồn kho. Hai, có thể tạo danh tiếng. Một mũi tên trúng hai con chim. Rất tốt. Truyền lệnh xuống, ám hiệu quảng bá ra toàn quốc, thời hạn giảm giá kéo dài thêm 10 ngày. Vâng. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.